vào thời đó có Caesar, tên là August còn đang nắm quyền, kiểm tra dân số vua truyền. Thế là ai nấy phải về quê hương. Có anh Joseph dễ thương ở Nazareth thuộc miền Galilee, cùng Mary phải về quê là thành David trong miền Giu-đê. Gian nan vất vả đường về, Mary thai nghén nặng nề sắp sinh. Có lời kinh thánh chứng minh Bethlehem chính nơi vua ra đời. Xảy ra thật đúng như lời, khi đến nơi đó tới ngày sinh con, chỗ trong quán trọ chẳng còn, họ phải tạm trú trong chuồng chiên kia. Sinh ra giữa lúc đêm khuya, trong chuồng súc vật đơn sơ nghèo nàn, từ ngôi vinh hiển thiên đàng, Ngài vui lòng xuống thế gian làm người. Đấng tạo muôn vật đẹp tươi, đến trong thế giới do Ngài dựng nên. Không chăn ấm, chẳng nệm êm, nằm trong máng cỏ chuồng chiên chẳng phiền.